Nhưng mà cái này như nào? Cái kia là mình mua đâu? Lưỡi nó này. Mua ở ở bên Phúc Sơn. Nhưng mà ai sáng chế ra này? Dân bên đấy bán bên đấy mà. Trời ơi, nông dân Việt Nam các bạn ơi, chỉ nông dân Việt Nam mới có cái sáng chế như này. Đây, cày luống đỉnh thế nhỉ? Bố không phải là. À. Không phải là vất vả lắm. À. Đây. Rồi. Đấy. Đi ở mầm luôn. Đấy, bây giờ thành nông dân có phải nhàn không? Đấy. Biết làm thì ăn gì. Thế xong 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 là cái chỗ này như nào? Cái chỗ này á? Cái chỗ này thì mình bổ luống thôi, để mình trồng rau đấy. Đấy, bây giờ chú quay rau kia là mình trồng rau. Vâng, vâng, vâng. Ừ. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình để trồng ngô thì mình lại trồng ngô vào đây. Trồng ngô thì trồng ngô vào kiểu đấy đúng không? Ừ, xong rồi mình bổ thí dụ lại quay về đây bổ lại bổ một dọc đây. Thế là nấu ngang thì như nào? Hả? Bổ ngang thì bổ như nào? Bổ ngang thì mình lấy thôi. Xay à? Chỉ có lấy cuốc kia. À, cái này bổ dọc đúng không? Đây là bổ dọc. Đúng, hành đúng. Ừ. Rồi. Chị làm luôn nữa đi, chị làm luôn nữa đi xem. Ừ, đấy đẹp lắm. Công nhận nhàn mà hai anh chị cứ bốn cân ngô là anh chị không phải thuê ai. À, các bạn xem những người nông dân Việt Nam rất chăm chỉ sáng chế ra những quả. Ừ, quả này gọi là cái gì ạ? Làm luống để trồng ngô, để vun ngô. Không biết là cái gì nữa. Đấy, để xe đấy. Gọi là xe đạp. Thì là chế từ cái xe đạp ra. À, từ cái chế xe đạp, đánh xe đạp. Đấy. Xe đạp hỏng thôi. Chế từ xe đạp hỏng. Cái này là toàn sắt vụn thôi mà. Vâng. Cái nữa bên cái nào là ấy. Cái là chế vào. Chế vào. Đấy, người Việt Nam mình thế đấy. Việt Nam rất thông minh. Đừng có nói Việt Nam là ngu nhá. Việt Nam là vô cùng thông minh rồi. Thật. Chỉ có nông dân Việt Nam mới sáng chế ra kiểu này. Đúng rồi. Là người Việt Nam rất thương nhau. Tuyệt vời. Đừng... đấy, thành luống đấy. Hay là trồng rau. Để trồng rau. Trang trại rất đẹp luôn. Em cho trang trại nhà anh chị nha. Lên trên toàn thế giới. Đấy, xa xa là cánh rừng với lại bãi đất. Bãi đất rất đẹp luôn. Trồng rau trồng ngô. Rau rất tốt luôn. Nổi tiếng đấy. Rau tốt lắm các bạn ạ. Mời các bạn xem này. Mình có phá gì đâu. Người Việt Nam thông minh phải quảng bá cho thế giới biết. Thật đấy chứ. Tuyệt vời luôn. Cần cù chịu khó. Đẹp thật.